Bạn đã sẵn sàng làm bừng sáng một ngày mới của mình với một số màu sắc vui nhộn chưa? Thử thách chỉ một chi đồ mới, ai vẽ tốt hơn sẽ nhận được giải thưởng. Này Andy, hy vọng cậu không quên chúng tớ. Cố gắng lên, sắp chiến thắng rồi. Nào. Ô, tuyệt. Nào. Thôi thôi, tớ mệt lắm rồi. Tớ có cách rồi. Ôi, cậu đang làm gì vậy? Tớ đang kiểm tra xem giải thưởng cậu có hoạt động không mà. Nào, vẽ thôi. Ồ, trò chơi điện tử. Đáng kinh ngạc. Điều này rất đáng để chiến đấu. Bình tĩnh đi Lily. Bản vẽ của tớ sắp xong rồi. Yeah. Ôi không. Tớ đã làm hỏng mọi thứ. Không có ích gì để tiếp tục. Nhưng mọi thứ vẫn chưa hẳn đã mất. Tớ có một mảnh giấy. Các dòng này sẽ giúp tớ vẽ. Trông như học sinh lớp 1 vẽ nó vậy. Tuy nhiên Lily đã làm rất tốt. Tớ cần phải làm tốt hơn nữa. Bây giờ đã đến lúc thêm màu sắc rồi. Màu xanh sẽ tốt. Tớ phải dừng cậu ấy lại. Vì vậy tạm biệt màu sơn nhé. Ê, cái gì vậy? Ai đã làm như vậy? Có lẽ cậu nên xem chúng tớ vẽ như thế nào. Tớ đã rất cố gắng. Tớ cũng vậy. Đồng ý đi Andy. Bản vẽ của tớ là tốt nhất. Chà, đây hẳn là màu xanh Mary đã dùng. Bây giờ thì đã hiểu ai đã làm trò này. Thời gian để trả thù của tớ. Cậu đang làm gì vậy? Dừng lại. Không vui khi được tắm trong sơn phải không? Mary chúc mừng, cậu đã thắng. Hay quá, bây giờ tất cả trò chơi là của tớ. Chúng ta có thể chơi cùng nhau. Ồ, thật là thú vị. Andy, chúng tớ sẽ không quên điều này. Vòng mới, giải thưởng mới. What? Cậu đang làm gì vậy? Muốn xem một trò thuật không? Đây, đây là vàng. Wow, chúng đang giá cả một gia tài. Ôi, nặng quá. Được rồi, bắt đầu nào. Chúng ta cần phải nhanh lên. Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các số vàng này là của tớ. Tớ sẽ bơi trong vàng cả ngày. Và tớ có thể mua bất cứ thứ gì tớ muốn. Tốt hơn hết cậu nên cầm chổi lên và vẽ đi. Tuy nhiên, càng ít cạnh tranh càng tốt. Chỉ còn vài nét vẽ là phác thảo đã xong. Lily lại là người đầu tiên. Tớ chỉ cần đặt một con rán vào thôi. Tớ sợ những con rán này. Trời ơi, đáng sợ quá. Bây giờ có thể dẫn đầu. Tớ có biện pháp tốt. Tớ sẽ loại bỏ lớp sơn màu vàng này. Để tớ giúp. Ô, sơn của tớ đâu rồi? Được rồi, tớ sẽ lấy sơn màu cam. Đấy là vàng sao? Chứ không giống vàng thật. Bản vẽ của tớ trông giống như thật vậy. Sắp hết giờ. Dừng. Cho tớ xem có những gì.
Tôi không có thời gian để làm bất cứ điều gì. No. Rất tiếc Mary, rất tiếc. Còn của tớ thì sao? Không có thứ gì giống vàng. Nhưng Kate là một kiệt tác thực sự. Tớ đã thắng. Hoan hô. Và vàng là của cậu. Nó đâu rồi? À, đau quá. Khổ thân. Không thể xử lý được sức nặng của chiến thắng. Vàng vẫn là của tớ. Mình không thể nghĩ ra được giải thưởng cho các bạn. Vậy thì, có một ý tưởng. Các bạn có thích không? Ôi, xinh quá. Ngồi đây em yêu. Tớ muốn âu yếm em ấy. Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng. Cố gắng lên. Không có thời gian để thư giãn ở vòng này. Tớ cần rất nhiều màu cam hơn nữa. Nữa. Ôi, thực ra trông cũng được đấy. Ôi không. Tớ đã làm hỏng rồi. Làm gì bây giờ? Mình biết rồi. Mình sẽ sử dụng khuôn mặt của mình như một bức tranh bổ sung. Ôi, nhưng cậu không giống mèo một chút nào. Tớ sẽ không can thiệp. Hơn nữa, tớ biết làm thế nào để vẽ một con mèo hoàn hảo. Chỉ cần cổ tay. Khuôn mặt đã xong. Cần hoàn thành việc vẽ cơ thể. Bây giờ để biết một số chi tiết nhỏ. Kết, cậu tuyệt lắm. Nhưng tớ cần phải làm tốt hơn cậu. Tớ nghĩ tớ đã biết cách rồi. Ôi, một con cá. Đừng nói với ai nhá. Wow, hết giờ rồi. Hãy xem các cậu đã vẽ được gì nhá. Đây là những gì tớ làm được. Mèo. Cũng được. Lily, của cậu không giống mèo một chút nào. Tớ không hiểu nó là gì. Còn tớ thì sao? Wow, tớ nghĩ chúng ta có một người chiến thắng rồi. Cảm ơn rất nhiều. Bà đang nói gì vậy? Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mình đã thay đổi quyết định. Lily chiến thắng. Tớ không công bằng. Cô đã vẽ một con cá mà. Tớ biết thủ thuật thông minh này sẽ đảm bảo cho tớ chiến thắng. Bạn có thể giữ nó, Kate. Ôi, tớ gần như quên mất. Đây là dành cho bạn. Ôi, hình như nó rất thích. Thật là đáng yêu. Chúng ta có thể vẽ gì cho vòng tiếp theo nhỉ? Tớ biết. Hãy sử dụng chiếc bàn màu trắng. Poppit. Nhìn nó đi. Thật là dễ thương. Và không thể dừng lại được. Ôi đúng rồi. Ôi, gần như quên mất thời gian. Bắt đầu. Còn tôi sẽ thư giãn trong khi các cậu làm việc. Tôi sẽ thử một cái gì đó. Nào. Hình dạng hoàn hảo. Bây giờ thêm một chút màu sắc nữa. Có vẻ ổn.
Tớ có thể làm nó tốt hơn. Tớ sẽ thử vẽ tranh bằng tay không. Ôi, rất tốt. Giống như chơi Poppy thực sự vậy. Xin lỗi, nhưng điều đó trông khá tệ. Chỉ là tớ, hai trái tim tớ không giống như Poppy chút nào. Tớ sẽ phải sửa điều đó ngay. Tớ biết cách gì sẽ giúp rồi. Đây là một Poppy nhỏ. Chỉ cần phải phóng to nó bằng cách nào đó. Ồ, mình biết mà. Chỉ cần lật lại và vẽ. Quá tuyệt vời. Bây giờ chỉ cần tô màu. Ôi, mình thật là thông minh. Cái gì đây? Đã hết giờ rồi sao? Dừng lại. Ôi, hãy xem đi, nó thật hoàn hảo. Bất cứ điều gì nhưng... Còn của tớ? Không tệ, không tệ. Nhưng của tớ là tốt nhất phải không? Hoan hô, tớ chiến thắng rồi. Ôi không, Mary đã thắng. Mary, tại sao lại vậy? Vậy thì Lily. Hoặc là Mary. Tớ bối rối. Tớ biết. Tớ sẽ chỉ ném Poppy cho cậu đi. Nó sẽ là của tớ. Không, tớ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Điều này thực sự rất thú vị để xem. Chà, không ngờ nó có kết bất ngờ như vậy. Sự buồn chán biến đi. Thử thách này bắt đầu rồi. Cái trong tay Jess là gì? Các bạn, các quy tắc ở đây khá đơn giản. Ai vẽ tốt nhất thì sẽ được giữ lại đồ đó. Lily chắc chắn đang cố gắng hết sức. Và cô ấy đang vẽ với tốc độ kỷ lục. Nhanh đến nỗi mà giấy của cô ấy bắt đầu bốc khói kìa. Ê, cẩn thận đi Lily. Không phải gọi cứu hỏa đấy. Jack muốn thực hiện hành động này, nhưng bút chì quá nóng nên không thể chạm vào. Emma đã tìm ra một cách khác để thoát khỏi tình huống này. Trong khi hai người kia đang vẽ với tất cả sức mạnh của họ, cô ấy đang ở đó xây dựng một cái gì đó. Chúng ta sẽ xem. Hóa ra là khá tốt đấy Lily. Jack, có lẽ không phải tác phẩm hay nhất của bạn rồi. Và Emma cũng rất tự nhiên. Nó giống như một hộp điện thoại vậy. Nhưng Lily đã thắng. Cô ấy nhận được giải thưởng. Nhưng bạn không biết rằng cần phải rèn luyện sự khéo léo của mình. Không chỉ phải vẽ đâu. Cô gái đáng thương. Vòng tiếp theo của chúng tôi bắt đầu nào. Ồ, một chiếc cặp. Điều đó thật là thú vị. Có gì trong đó vậy? Bạn sẽ không tin điều này đâu. Đó là những thỏi vàng. Hãy chăm sóc đôi mắt của các bạn đi. Vì sắp có thú vị rồi đấy. Vòng này các bạn sẽ nhắm mắt vẽ. Lấy đồ nghệ thuật của bạn và bắt tay vào làm việc đi. Hãy xem họ rất hài lòng về việc vẽ như thế nào. Vâng, chắc chắn rồi. Nó hơi bị nhòe một chút nhưng không có vấn đề gì. Xin lưu ý rằng mỗi nghệ sĩ của chúng tôi có phong cách độc đáo riêng của họ. Nhưng Jack lại đang gian lận. Điều đó không công bằng. Anh ấy chuyên đổi các bản vẽ. Và Jess thậm chí còn không nhìn thấy. Hãy xem ai thắng bây giờ. Jack gian xảo sao? Lựa chọn không khó lắm. Tất nhiên là Jack đã thắng rồi. Bạn có vui cho anh ấy không? Vâng, vàng đến đây. Nhưng nó đã biến đổi anh ấy thành như thế nào? Anh ấy trông là một người giàu thực sự rồi đấy. Ngạc nhiên chưa? Đây là gì? Ew, Jess,
Bạn đang nghiêm túc sao? Thật là kinh tởm. Không ai muốn vẽ theo cách này đâu. Vì vậy các cô gái đi thẳng vào bút chì màu. Và Jack đang phục vụ một ít màu nâu. Jess cũng đang đùa. Giấy vệ sinh ném vào trán anh ấy. Và các cô gái cũng nhận được điều tương tự. Hóa ra đây không phải là một tai nạn. Đây là một cách để làm cho vòng này thú vị hơn. Có vẻ như Jack đang thực sự làm rất tốt. Sẵn sàng để tìm ra người chiến thắng là ai chưa? Lily, mình không nghĩ rằng bạn đã thực sự đã thử cái này. Bạn thậm chí còn không vẽ bất cứ điều gì đúng, em à? Còn bản vẽ của Jack khá chân thực. Tôi nghĩ khá rõ là ai sẽ nhận được bất ngờ đặc biệt này. Ôi, Jack! Anh chàng kinh hãi và những người khác cũng vậy. Thư giãn đi các bạn, chỉ là món đồ chơi thôi. Bạn có thích Skittles không? Chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thích mà. Sẽ tốt hơn khi có rất nhiều nó. Nhiệm vụ của vòng này cũng giống như lần trước, về đối tượng đẹp nhất và giành được nó là một giải thưởng. Emma đã nghĩ ra một cách tuyệt vời để vẽ kẹo. Jack rất ấn tượng. Lily đã đi theo một con đường đơn giản nhưng hiệu quả. Cô ấy đang vẽ bằng ngón tay của mình. Nào các bạn, sẵn sàng cho chúng tôi xem kết quả chưa? Tất cả những bức vẽ này đều xứng đáng với nhận giải thưởng. Nào, thế thì tất cả sẽ được. Ồ, Jess không nói đùa đâu. Điều đó khá đáng sợ. Điều tốt là có rất nhiều Skittles. Rất nhiều để cho tất cả mọi người. Đã đến lúc tiếp tục rồi. Vì chúng tôi là như vậy. Chúng ta có gì ở đây đây? Ồ, rất nhiều bỏng ngô. Đến thời gian vẽ rồi. Jess như thường lệ muốn chơi bẩn. Vâng, cơn mưa bỏng ngô đó sẽ cản trở việc vẽ phải không? Khá khó để tập trung vào tất cả những điều đó. Jack đã đưa ra quyết định có học thức để thông qua nó và chỉ ăn bóng ngô. Emma chỉ muốn bình tĩnh tiếp tục làm những gì cô ấy đang làm. Chứ cô đang hoạt động rất tuyệt vời. Và cuối cùng thì Emma cũng có một bức vẽ tuyệt vời. Thật là chi tiết. Lily, đó là cái gì vậy? Không trông giống một tí nào. Và ra không có gì để thể hiện cho chính mình. Vậy có nghĩa là Emma xin chúc mừng một chiến thắng trung thực. Không phải nhồi bóng ngô vào mặt nữa. Tất nhiên, bạn có thể chia sẻ với bạn bè mà. Bởi vì bạn không phải là một người tham lam. Đó là điều chắc chắn. Và có vẻ như người chơi chúng ta đã nghĩ ra một điều gì đó vui nhộn của riêng họ. Họ đã lật ngược tình thế để chơi với Jess. Điều đó cũng ổn với chúng tôi mà. Cố lên các bạn ơi. Thức dậy đi, đây là một chiếc túi hàng hiệu. Rõ ràng, Lily rất cuồng với đồ hiệu. Hai người còn lại không thực sự hiểu được điều này. Lily đang cố gắng hết sức mình. Nhưng trông nó khá là tệ. Jack không nỗ lực một chút nào, nhưng vẫn tạo ra một sự sáng tạo quá tuyệt vời. Làm sao bây giờ? Lily rất hào hứng để có chiếc túi ấy. Cô ấy đã làm bất cứ điều gì. Tôi tự hỏi liệu rằng cô ấy có thể làm được không? Nào các bạn, xem nào. Ôi Lily, đừng cố lừa bạn này. Nó sẽ không giúp bạn vẽ tốt hơn đâu. Bản vẽ của Jack thực sự là tuyệt đẹp. Này các cậu, chiến đấu không bao giờ giải quyết được bất cứ điều gì.
Emma nhặt chiếc túi đã hỏng. Nhưng dù sao, Lily cũng thích nó. Đó là tình yêu thực sự. Cô ấy rất hạnh phúc. Vâng, chúng tôi cũng không hiểu được nó. Chà, đây là cái gì? Chỉ là một quả ớt thực sự. Sao bạn sợ quá vậy? Bà không muốn tiếp tục sao? Nào, các bạn phải làm chứ. What? Ra có một chút lo lắng. Nhưng các cô gái đã nhanh chóng bỏ đi. Có lẽ Jack đang nghĩ ra một kế hoạch. Để xem thế nào. Kiểu vô tình làm đổ nước lên bức tranh của bạn ấy. Thật là khó chịu. Thủ thuật nhỏ của bạn đã không thành công rồi. Bạn đã thua. Ai sẽ ăn quả ớt này? Cậu là câu trả lời hiển nhiên rồi. Các bản vẽ khác rõ ràng kém hơn kiệt tác của bạn ấy. Vậy phải đối phó với nó thôi. Anh ta đang cắn vào hạt tiêu đó và phản ứng như mong đợi. Nó siêu hot. Ôi, hương vị đó là sát thủ. Ôi, khổ thân Jack.